là cái điểm thứ hai tại xã Dịch Đông, tỉnh Bạc Liêu. Thì ở đây là những cái ngôi nhà rất là nghèo khổ. Chúng ta thấy những ngôi nhà quý vị thấy rất nát và tả hảo hết. Cái người dân ở đây rất là khổ. Thì bà già có muốn không? Ở đây cô ở ngôi nhà này là cô đang hỏi hả? Thấy rách nát hết trơn luôn quý vị. Lá thì nó không được đầy đủ, mưa là không thể nào mà ở được, tại vì rất là khổ. Ông dừng cái này. Con cá chết đây nè. Ở nhà sau đó. Cá bón, chim cá bón nó cởi bắt bó rồi. Nhà tôi này. Này nhà sau. Bữa mình phiên máu cũng đỡ, phiên máu lịch đó té luôn lâu là coi là phắn luôn mà kẻ nó đắc lâu nếu mà năm ba chi ba nó rồi mới tỉnh nó cơm không được đâu, nước gặp vô là nó lên lò lên luôn. Xịn được không nè? Đứng lên bên khuôn bên sau ba nó bom dám đỡ bom vô lại ngay trên bọc xuống ngoài bọc cá bón để cá một bọc đựng nước cốn còn cảm xúc riết tha cảnh ngon chứ.